Dạ, tác giả Thích Minh Giới với phần biểu diễn của nghệ sĩ Hoàng Công Danh. Chúng ta sẽ cùng theo dõi quý vị nhé. Mẹ hiền yêu ơi,
suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, sẽ không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ thân yêu ơi, con phương trời con tìm mẹ khắp nơi nơi, nhưng sao tìm thấy được tình thương của mẹ. Dù là đang là cõi lòng con quạnh quẻ, nay con trở về đây thì mẹ đã mất con. Làm con hiếu hạnh chi tiết, chớ để cha mẹ ưu phiền gì ta. Nên là người ta phải xót xa, giờ mất cha mẹ rồi biết tìm mẹ nơi đâu. Xin được cảm ơn phần biểu diễn của nghệ sĩ Hoàng Công Danh. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, tiết mục ca cổ tiếp theo sẽ gợi gắm cho chúng ta nỗi lòng của một người nông dân nghèo, của một người chồng nhớ về người vợ mộc mạc và năm xưa, nay đã phụ bạc và cuốn theo cuộc sống đô thị xa hoa và phú quý. Thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe ca cổ Tình Bầu Muốn Thôi qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Nguyễn Đức Long. Và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ được lắng nghe bài ca cổ này trong album của anh, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, năm 2010. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị. Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca cổ Tình Bầu Muốn Thôi, tác giả Diệp Vàng Tỏ. Một tràng pháo tay cho tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Đức Long.